Tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Cà phê đời sống. Và thưa quý vị, đây đang là dịp cuối năm và chúng ta sẽ không thể bỏ qua được những bữa tiệc tất niên rồi phải không ạ? Và đối với những người mà muốn giữ vóc dáng của mình thì có lẽ rằng là những bữa tiệc tất niên thì nó là một cái điều gì đó cảm thấy nó hơi hơi khó khăn với mình trong cái việc là giữ cân nặng phải không chị Vân Anh? À, chính xác là như vậy. Chúng ta thấy rằng nếu như chỉ có một bữa tiệc tất niên thì cũng không quá đáng lo đâu. Nhưng mà cuối năm chúng ta thấy là Tết Dương này, rồi là đến Tết Âm và dồn dập những cái lịch gọi là ăn liên hoan từ cơ quan này, bạn bè, gia đình. Và rõ ràng là những cái bữa tiệc đấy thì không hề ít những món ăn mà lại có nhiều những món ăn nhiều dầu mỡ này, rồi nhiều tinh bột này, nhiều chất đường này, và cứ tích tụ dần như thế thì cân nặng của chúng ta sẽ rất dễ là biến chuyển theo cái số lượng thức ăn mà chúng ta nạp vào. Và nhất là với chị em phụ nữ, khi ai cũng muốn rằng là Tết đến thì mình sẽ được súng xính với những chiếc váy này hay là chiếc áo dài để có thể có một cái vóc dáng đẹp nhất, thì chúng ta lại phải nghĩ là làm thế nào để chúng ta ăn tiệc mà không tăng cân. Vậy thì ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với diễn giả blog Trần Thanh Huyền để lắng nghe câu chuyện bí kíp tiệc tùng cuối năm mà không lo bị tăng cân. Trần Thanh Huyền được biết đến một thạc sĩ quản trị du lịch Đại học Bournemouth của Anh. Hiện cô gái này đang là một giáo viên yoga, một blogger, diễn giả chia sẻ về nước ép với sức khỏe. Công việc cuối năm vô cùng bận rộn với lịch trình dày đặc công việc cũng như là những bữa tiệc cuối năm để gặp gỡ, cảm ơn đối tác khách hàng. Tuy nhiên, với con người luôn tràn ngập năng lượng như Huyền thì công việc là niềm vui và cô luôn có những bí kíp riêng của bản thân để giữ gìn vóc dáng tươi trẻ và thon gọn. Xin chào Thanh Huyền, ngày cuối năm chắc chắn là bạn sẽ rất là có nhiều việc vô cùng bận rộn. Có thể chia sẻ một chút về những kế hoạch cuối năm cũng như là dự định mở tiệc cuối năm của bạn như thế nào? Thực ra cuối năm là thời điểm mà tất cả mọi người dường như ai cũng rất là bận rộn. Từ công việc của gia đình lẫn các doanh nghiệp thì có rất nhiều các cái sự kiện liên quan đến tiệc cuối năm cho nhân viên và những cái các cái công việc khác. Chúng mình cũng có rất nhiều các cái công việc bận rộn liên quan đến việc tổ chức tiệc cho cả nội bộ lẫn mình thì hay tổ chức các cái hoạt động cho cộng đồng nữa, nên là mình cũng sẽ có những cái sự kiện nho nhỏ cho cộng đồng mà mình đang dẫn dắt liên quan đến sống khỏe, hay là đôi khi là chững lại cuối năm để mình cùng nhìn lại một năm và lên kế hoạch cho năm mới. Nên tự trông lại là cũng có rất nhiều các cái hoạt động về cái lúc cuối năm như thế này. Cuối năm rồi, chắc chắn ai cũng muốn rất là xinh đẹp xuất hiện trong những cái bữa tiệc cuối năm. Nhưng mà làm như thế nào để có được một cái vóc dáng đẹp rồi ăn mặc xuất hiện thật là lộng lẫy trước tất cả mọi người? Thì không biết là Huyền có một cái bí quyết nào về ăn uống cũng như là tập luyện để có một cái vóc dáng thanh mảnh và đẹp như thế này không? Vấn đề của các chị em phụ nữ đó là hầu như mọi người sẽ hay đến một cái giai đoạn quan trọng nào đấy mọi người mới cuống lên, để ví dụ như là đến mùa hè thì lo là làm sao để body có thể mặc bikini ra biển này. Đấy, đến dịp Tết thì đi gặp gỡ mọi người cuối năm nhiều thì cũng làm sao để mình xuất hiện body của mình đẹp này, giữ dáng và cái ngoại hình của mình tốt nhất. Cái lúc mà mình cần gấp gáp, mình cần lấy đà một cái gì đó nhanh chóng thì cũng có những cái phương pháp. Ví dụ như mọi người cũng đã quen dần với các khái niệm như là thanh lọc này, thải độc, giảm cân một cách nhanh chóng trong một thời gian. Mấy năm gần đây, đặc biệt là sau Covid thì người dân Việt Nam mình chú ý nhiều hơn rất nhiều đến sức khỏe và cũng đã bắt đầu có nhiều người biết đến những tác dụng của nước ép tươi từ rau xanh, từ củ quả, và họ đã áp dụng cho những cái thay đổi trong cuộc sống và sức khỏe của họ rồi. Và thực sự là những cái phương thức liên quan đến sử dụng nước ép tươi từ rau xanh củ quả nó rất là hữu hiệu, đặc biệt là cho chị em phụ nữ nếu mình quan tâm đến việc là làm sao để mình có thể giữ dáng tốt, làm sao để mình giảm được mỡ bụng, làm sao để mình có một làn da tươi trẻ. Cái thời điểm gần Tết hoặc là xung quanh mùa xuân, hoặc là khi mà mình đổi mùa ấy, thời tiết đổi mùa thì giao mùa, thì đấy là cái lúc mà mình nghĩ đến cái chuyện thải độc và tái thiết lập lại cái hệ thống cơ thể của mình để cho nó có một cái trạng thái tốt nhất cho một cái năm mới, thì đấy là một cái thời điểm rất là phù hợp. Huyền vừa nói rằng là có một số những loại nước ép có thể giúp bạn giữ được vóc dáng. Vậy thì Huyền có thể gợi ý sâu hơn đó là những loại nước ép nào có thể giúp cho chị em có thể dễ dàng chuẩn bị và sử dụng để họ có được một cái vóc dáng đẹp để chuẩn bị cho những cái bữa tiệc cuối năm sắp đến. Như chúng ta biết là chị em phụ nữ quan tâm rất nhiều đến việc làm sao để giảm được lão hóa, hoặc là làn da của mình phải tốt nhất, hay là body của mình nó phải gọn gàng nhất. Thì cái sức mạnh từ rau củ và hoa quả tự nhiên nó tuyệt vời vô cùng. Và cái việc mà chúng ta uống nước ép nó chỉ đơn thuần là chúng ta tận dụng
những cái mà thiên nhiên ban tặng cho mình sẵn từ rau củ và hoa quả. Giống như việc là chúng ta đều biết rau củ là rất là tốt rồi, nhưng mà làm sao để ăn rau củ một cách hiệu quả nhất này. Hoa quả cũng rất tốt, và hoa quả là những thực phẩm mà nhiều chất chống oxy hóa tốt nhất, nhiều vitamin nhất. Thế làm sao để mình ăn được nhiều hoa quả hơn? Đấy thì thực ra cái việc mình uống nước ép nó là một cách để mình có thể cô đọng lại những cái gì mà có rất là tốt ở trong rau củ quả đấy, để mình có thể uống dưới dạng chất lỏng mà cơ thể của mình hấp thụ được tốt, và nó giúp cho tế bào của mình được nuôi dưỡng, được thanh lọc tốt nhất. Đấy thì nó là một cái phương thức mà khá là phù hợp với cuộc sống hiện đại, khi mà mọi người rất là khó để giữ được những cái bữa ăn hàng ngày của mình mà có được đủ được cái lượng rau hoặc là hoa quả dồi dào như vậy, cung cấp cho mình nhiều vitamin như vậy. Thì nó, nước ép nó là một cái công cụ rất là tiện lợi. Khi mà uống nước ép, có rất nhiều chị em phụ nữ thắc mắc là họ rất là lấy rất là nhiều loại rau củ quả về ép, nhưng mà họ rất là e ngại về cái việc là vấn đề vệ sinh, và dường như thì họ cảm thấy mất an toàn hơn thay vì việc là chúng ta ăn rau củ quả bằng cách luộc hay là chiên hay là xào. Thì Huyền có gợi ý nào không về cái sự lo lắng này của các chị em? Đầu tiên khi nói đến việc mà rau củ quả làm sao để an toàn để ép, thế thì chúng ta cũng đều biết là cái việc thực phẩm an toàn là cái yếu tố rất quan trọng và ai cũng quan tâm đến điều đó. Khi chúng ta ăn rau ăn hàng ngày thì chúng ta cũng đã phải quan tâm đến việc là làm sao để nguồn rau của mình nó tốt nhất rồi. Đối với những người mà sử dụng nước ép thì thực sự là cái vấn đề về an toàn nó lại càng được đề cao hơn, bởi vì chúng ta sử dụng rau dưới dạng là tươi sống. Dĩ nhiên khi ở dạng tươi sống thì nó cho mình rất nhiều những cái loại vitamin, khoáng chất, và nó giữ được những cái đó không bị mất đi thông qua quá trình mà chế biến nhiệt và nấu lên. Tuy nhiên thì những cái còn lại thì chúng ta hay quan tâm đó là thế nó có an toàn hay không. Vậy thì cái nước ép, cái đầu tiên chúng ta quan tâm thì chính là cái nguồn rau tốt nhất mình có thể. Và thứ hai thì thực ra nó có những cái cách thức để mình có thể rửa và sơ chế rau để có thể loại bỏ được những cái nguy cơ liên quan đến vi khuẩn hay là vi nấm của rau củ. Thế thì nó có những cách thức rửa như vậy. Còn chất lượng của rau củ chính là cái quá trình mà rau củ đấy đã được trồng, nó đã được tiếp xúc với đất có chất lượng không, nước có chất lượng không, nó có bị ô nhiễm trong quá trình trồng không. Và nếu như cái rau củ đấy nó đã nhiễm những cái không tốt đấy trong cái quá trình trồng rồi, thì khi chúng ta về chúng ta có rửa đến mấy thì nó cũng nằm ở bên trong cái chất lượng của cái rau củ đấy rồi. Thì kể cả khi mà nấu lên thì nó cũng là như vậy thôi. Mà cái chúng ta quan tâm nhiều hơn ở nước ép chính là cái độ tươi của nó vẫn giữ được cái enzyme. Mà cái enzyme là cái mà khi mà mình nấu chín rồi nó không còn nữa. Còn riêng cái việc mà dùng các loại trái cây thì Hằng thấy có một cái điều là có khá nhiều chị em, ví dụ ở cơ quan Hằng chẳng hạn, mọi người thường dùng nó, thậm chí là thay cả nước uống hàng ngày. Và cũng có rất là nhiều người thì Hằng nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta uống quá nhiều cái loại nước ép từ các hoa quả ngọt ấy thì nhiều khi nó lại phản tác dụng, có thể tăng cân hơn. Huyền nghĩ sao về cái điều này? Nước ép thì chúng ta không dùng để thay thế nước, không có cái đồ uống nào có thể thay thế được nước tinh khiết. Đó. Tất cả những cái nước mà chúng ta uống bổ sung thì nó đều là mang tính chất bổ sung, chứ không thể nào mà thay thế hoàn toàn được nước tinh khiết. Nhưng mà với nước ép thì sẽ tùy theo cách chúng ta sử dụng. Ví dụ như chúng ta sử dụng theo dạng là uống bổ sung vitamin, khoáng chất hàng ngày thì cái lượng của nó sẽ gần này, ví dụ gần lượng gần này. Nhưng nếu như chúng ta uống để thanh lọc và thải độc thì nó sẽ phải là gấp nhiều lần lên. Đó. Bởi vì nó có những cái cách thức sử dụng nước ép khác nhau để đem lại được những cái lợi ích khác nhau. Nếu mình duy trì thì mình sẽ ở một cái mức vừa phải, nhưng nếu như mình đang cần một cái giai đoạn mà mình thải độc cho cơ thể này, hay là tăng cường cho cơ thể để thải độc thanh lọc tốt hơn, thì đương nhiên là cái lượng mình uống với nước ép rau đấy nó cũng sẽ phải nhiều hơn, và mình phải điều chỉnh một chút trong cái chế độ ăn khác của mình. Thường cuối năm thì chúng ta thấy là chúng ta có thể rất là dễ dàng nhận được những cái lời mời dự tiệc tổng kết công ty, dự tiệc họp hành cuối năm, rồi những cái bữa tiệc gia đình. Huyền có thể chia sẻ một chút những cái bí quyết của bạn, những cái lời khuyên của bạn làm sao để chúng ta có thể tổ chức được những cái bữa tiệc như thế vừa rất là vui nhưng mà cũng tiết kiệm được chi phí, đặc biệt là bởi vì trong cái thời điểm kinh tế rất là khó khăn như hiện nay. Đối với mình, sự kiện cuối năm hay những cái tiệc cuối năm nó vẫn luôn sẽ là những cái quan trọng mà diễn ra, không thể không có. Đôi khi nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm chi phí, mình không nhất thiết phải là thuê ở một cái chỗ nào đấy hoành tráng ở ngoài, tổ chức một cái tiệc rất là hoành tráng, sân khấu, đèn đóm lung linh, loa đài, vân vân. Nó có thể chỉ đơn giản là những cái hoạt động chung với nhau, một cái không gian mà đủ ấm cúng, và tất cả các thành viên thì sẽ có những cái cơ hội để cùng gây dựng, cùng tổ chức cái hoạt động đấy với nhau. Thì cái việc giống như là ngày
xưa mình vẫn nhớ cái không khí Tết đến thì mọi người rất thích cái việc là ngồi, trẻ con rất thích ngồi trông bánh chưng buổi đêm với nhau. Đấy thì nó là ở cái tinh thần mà tất cả mọi người cùng làm một cái gì đấy và gắn kết với nhau thông qua cái hoạt động chung đấy, nó mới là quan trọng. Còn đôi khi nếu như chúng ta quá chú trọng đến những cái về hình thức, về cái đồ ăn nó phải ra sao, sân khấu nó phải thế nào, cái quà nó phải ra sao, thì nó cũng không hẳn là ở những yếu tố đấy, mà cả những cái yếu tố nhỏ mình có thể, nếu mà mình muốn tiết kiệm chi phí, mình có thể đầu tư công của mình vào những cái yếu tố nó nhỏ hơn nhưng mà nó mang cái tâm huyết của mình nhiều hơn, nó tinh tế hơn chẳng hạn. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Huyền.